Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe touring carbon đến từ thương hiệu xuất Nhật Aima AR7099. Đây một mẫu xe touring về cũng rất nhiều tại cửa hàng em rồi. Dòng touring carbon được trang bị bộ group của Shimano Sora và vành Meyer bạc đạn phối nổ các bác nhé, như trên khung hình các bác đây. Vâng, bây giờ sẽ vào giá trị xe. Vâng, đây là mẫu Aima AR7099 mới nhất về tại của em, dòng touring carbon các bác nhé. Rất nhiều bác đã muốn đặt hàng về những chiếc xe Aima này, mai em về đây. Chiếc khung xe có những đường vân carbon rất là đẹp các bác nhé, với bộ khung rất là mới, hình thức rất là mới các bác nhé, hầu như rất ít những vết xước. Chiếc Aima đợt này em về rất là mới. Hàng carbon. Còn bộ khung rất là đẹp. Khung Aima hầu như không một vết xước nào. Chiếc xe touring này với cấu hình của một chiếc xe đua, trang bị phanh ba mảnh và bộ cấu hình xe đua là cấu hình Sora các bác nhé, rất là đặc biệt, giúp xe đi thể đi nhanh hơn. Đổi đĩa của Shimano, gạt đĩa của Shimano DOG LX. May bạc đạn cối đổ các bác nhé, rất là chất lượng của Retro Spec. Vâng, rất là to. Thì đằng sau đây các bạn có thể thấy trang web chính hãng của chiếc xe này, aimatech.com. Có thể lên Google search thêm chiếc xe này. Những mẫu xe này thì em cũng về rất là nhiều rồi. Yên còn chất lượng còn rất tốt. Ghi đông nguyên bản của Aima các bác nhé. Mình ghi theo xe đây. Sử dụng với 9 tầng đĩa và 3 tầng lip cho xe 27 tốc độ. Bộ tai ứng xả của Shimano 27 tốc độ bấm các bác theo. Để máy ở trước đây. Retro Spec. Vành bạc đạn, vành mây bạc đạn rất là đẹp. Cầm lái hẹ các bác nhé, cầm dẹp giúp các bác đi lướt hơn, đi nhanh hơn. Càng carbon của Aima. Bê đan bạc đạn đây các bác nhé, bê đan bạc đạn. Hàng hiệu của Retro Spec này. Cùng với vành Retro Spec. Đùi đĩa 3 tầng trục rỗng, 3 tầng của Shimano. Và bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có size đứng là 49. Ngang là 51. Phù hợp với các bác từ 1m63 đến trên 1m7 đi vừa chiếc xe này. Với trang bị vị trí tầng lip 8 tầng lip. 8 tầng lip và 3 đĩa là 24 tốc độ các bác nhé. Lên lip. Chủ đề của siêu Sora. Chúng rồi chuyển động rất tốt.
Vâng. Bánh quay rất to đây. Đây là cuối nổ. Với ba tầng đĩa tay phải em. Gạt đĩa của Euro DLG LX. Vâng. Lên xuống đĩa rất là mượt mà. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Aima AR7099, một dòng touring carbon mới nhất về tại trường em. Chiếc xe được trang bị vành máy ơ bạc đạ cối nổ và bộ cấu hình của Shimano Sura. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 10.800.000, miễn phí ship toàn quốc từ những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết của chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đạp có tại gửi em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.